Năm một bích thòi á. Ngài kính chào đạo tràng. Dạ con, dạ mà bây giờ thì đọc phần tinh kinh tiếp theo của bài Mình gần đi dạ, tiếp theo 39 đến 41 từ là ổn. Khi nghe thật hy hữu thai trong dạ Gotama, thật vi diệu thai trong dạ Gotama, lời này được tôn giả Gotama khéo nói.